Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái thử thách là chỉ được dùng súng từ thính và khi mình rơi xuống thì mình chỉ được lúc máu với lại phụ kiện các kiểu, còn súng thì không được nhặt. Bây giờ đợi thính mới nhặt thôi. Dân chơi mà. Ok, và mình sẽ nhảy ở khu ít người nha, chứ nhảy ở khu đông người không được nhặt súng thì chỉ có sốc mặt. Cái khu này thì chắc chắn sẽ không có người. Và không có một bóng người luôn ý. Vâng, thực hiện mấy thử thách này thì thực sự cái việc ăn được kill nhiều nó rất là khó. Và nó cực kỳ khắm nữa. Ok. Toàn súng là súng nhiều như thế này mà không được nhặt. Phí hết của giời. Mình cảm thấy có lỗi với mấy khẩu súng đó quá anh em ạ. Tội lỗi. A Di Đà Phật. Thiện tài, thiện tài. Ok, mình sẽ ra lấy xe và đi lốt dạ một vài khu nữa và nghe tiếng thính thôi. Nếu mà thính bay thì chúng ta sẽ đi nhặt thính. Còn chưa có thì cứ lút thôi. Ngại ngùng cái gì? Mà không có súng thì máu nước rất là cần. Ây à, thính đây rồi. Thả đi chú phi công ơi, cháu đang đợi thính của chú rất là lâu rồi. Thính đâu? Thả đi. Ô, cái định mệnh càng bay càng xa thế kia, khốn nạn thế. Thôi xong rồi, quả này cục thính sẽ rất ra. Cái định mệnh thằng phi công nha, đéo thả thính, đậu xây cho lương. Thôi xong rồi, thính này nát rồi. Ui trời ơi, cái quả xe bất ghi nó khó lái cực ấy. Vâng, đường bằng thì không nói, nhưng cái mấy cái đường gồ ghề này khó chạy cực, nó cứ nhảy nhảy kiểu gì. Mất dấu thính rồi, cái định mệnh thính đầu như thôi bỏ đi, chúng ta sẽ không đề cập đến thính đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cái thính tiếp theo. Đợi thính nãy giờ mà thính bay qua như kiểu chúng ta không thuộc về nhau vậy. Cạn lời. Sao số tôi nó khổ thế này. Hai thính đều xa cả hai. Vâng, may quả thính này còn thấy được chứ cái thính đầu chả thấy đâu luôn ý. Ok, mong là sẽ không có ai đi nhặt thính. Vâng, mong trận này toàn bot thôi. Cái định mệnh có người nhặt thính rồi. Con lợn này. Mình sẽ giả vờ đánh xe ra xa xa sau này và đợi nó bỏ đi. Cầu mong trong thính sẽ có AUG này, M249 này, MK14 này để cho nó không nhặt. Úi dồi ôi, cái con lợn này vẫn nó vẫn cam thính nha em ạ. Chơi mất dạy ghê á. Thế thì mình sẽ phải đánh xe ra xa hơn và đợi một cái thời gian lâu hơn. Khốn nạn thật ý. Lấy thính xong rồi thì cút đi, còn ngồi lại giữ thính nữa chứ. Chơi cục súc VL. Người ta gọi miếng ăn là miếng nhục ấy. Định mệnh. Ok, tầm này chắc đủ xa rồi. Cầu mong là sẽ không có một thằng nào cầm K98 chĩa súng vào khu vực này. Chỉ cần một viên thôi. Em nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay. Thôi xong rồi, khói còn đỏ chót thế kia. Mình phải đợi hết khói kìa mới vào được.
Số tôi lại khổ thế này. Vâng, quả đấy mà mình có súng là thằng kia chết trong quả thính rồi đấy. Ok, thính tan khói rồi. Cơ hội là đây. Đi thôi. Thằng kia mà vẫn còn ngồi ở cục thính thì thôi, cạn lời. Em vứt xe tự sát cho nó nhanh. Rồi, nó đi rồi. M249 cộng thêm 17 viên đạn. số tôi cổ ấy lại. Thằng kia không lấy súng nhưng nó quyết tâm vét sạch đạn anh em ạ. Nó dư đúng 17 viên thôi. Khổ thế không biết. Ok fine. Rồi chúng ta sẽ cùng đi kiếm cái thính tiếp theo. Ui dồi ôi, thính đây rồi. Thơm. Và sẽ có một màn tranh giành thính ở đây. Ui biết ngay mà. Này thì lấy thính của tao này. Ui dồi ôi, giàu rồi. Vâng, thính có gì đây? Thính bị lút rồi. Ok. Vâng, thằng này lút nhiều thính đấy. Groza này. Ý, đây toàn đồ thính nha. Mình chỉ lút lại đồ thính thôi. Ok. Rồi. Giàu rồi. Tuyệt vời. Vâng, Groza nhiều đạn thế không biết. Cái thính này cũng hay ghê. Vâng, spawn là tận 100 mấy viên đạn. Cộng thêm cái X8 nữa. Giàu thật ý. Ok. Úi dồi ôi. Lên lút thính đi bạn ơi. Ôi, thằng này khôn thế. Vâng, nó đảo qua cái cục thính thôi. Chạy luôn. Nani? Di chuyển vào trong bo thôi. Mình ngồi đây cảm giác không an toàn anh em ạ. Đã thế còn ngoài bo nữa chứ. Thì ngay trước mặt luôn. Boss nè. Trời. Một kill nó nhẹ nhàng và đơn giản. Cán boss thôi. Gì cơ? Đầu ấy có đồ giá. Chạy thôi. Khu vực này không an toàn cho lắm.
Lại có thằng nữa đứng ngay chỗ đó kìa. Gần mình có người này. Ý, phát hiện người khá là tốt. Nhưng đáng tiếc là mình đánh qua đây khá là lâu rồi mà bạn mới còn trích bên đấy. Tình hình là vẫn còn trong bo nên chúng ta cứ đứng ở đây thôi. Lấy top. Không phải xoắn lên làm gì. Lại có người nữa này. Ui rồi ôi, bộ cỏ gắt nha. Mình sẽ nấp ở đây để uống phun nước cái đã, tại vì mới bắn đằng kia xong thì chắc chắn sẽ có người chú ý đến cái khu vực này. Có nên chạy đến lấy bộ cỏ không ta? Thôi, không nên phí của rơi. Rồi ôi, thằng này được mỗi bộ cỏ. Skyline với lại K98 có phải là cái thằng cam thính lúc đầu không ta? Bom qua bên kia. Thế thì mình phải đẩy sang rồi. Ui rồi ôi, trận này lắm bộ cỏ đấy nhỉ. Còn 4 thằng nữa, 3 thằng nữa. Mình sẽ khử cái thằng này. Đây này cưng, nhìn qua đấy làm gì vậy? À hình như thằng này lúc nãy cầm M24 phải không ta? Đúng rồi. Ok, combo M24 với lại Groza thì chả sợ bố con thằng nào. Mời hết vô đây. À, qua bên kia rồi. Trời.
mình lại phải đẩy sang bên kia. Con số phận nó nghiệt ngã đấy nhỉ. Phải đẩy sang rồi anh em ạ. Không sao, mình cầm Groza mà. Khẩu súng có thể gọi là mạnh nhất cái dòng tanker rồi. Nãy mình thấy nó chạy qua đây này. Chắc chắn nó nằm đâu trên đây thôi. Bo khép rồi. Liều rồi. Di chuyển vào bo thì chúng ta cứ từ từ thôi. Không xoắn lên làm gì. Bo đi thì mình đi. Đây rồi. Một bé này. Còn thằng nữa. Ok, top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và hãy nhớ đừng quên đặt những cái thử thách bên dưới clip của mình nhá. Ai được nhiều like thì mình sẽ làm. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.